Đây là bài đầu tiên, cũng là bắt đầu cuộc bè đồ của tao và Terry. Ở đây tụi tao chỉ nói về âm nhạc, không nói về con người. Nên cầm cái hồng lại. Level up, level up. Rap không phải là game để mày dùng tiền. Level up. Nói theo một cách khác mày có thể flex in the club. Nhưng mà rap là một nghệ thuật không thể dùng tiền đem về được cấp. Hey, level up, level up. Rap không phải là game để mày dùng tiền. Level up. Nói theo một cách khác mày có thể flex in the club. Nhưng mà rap là một nghệ thuật không thể dùng tiền đem về được cấp. Tao đề nghị mình đến đổi từ rapper sang thành con nít hay mơ. Vì cái cách mà dùng skill giống như newbie trang biết ranker. Vì tao biết tao đấu với ai mà đi trước mày đến hai tạ. Mày muốn biết tao là ai à? Muốn thắng tao phải đợi ngày mai và cho mày xem skill flow bên lại tao đấm mày khác kiểu. Mấy thằng nhóc ăn theo sau lưng mày nó nghe cũng chắc kiểu. Tao biết cái lũ tụi nó ăn theo mày vì Terry lắm tiền. Real life của tao nó nằm trong nhạc và có chữ cấm phiền. Cao lãnh city có anh bảnh trên Terry. Sài Gòn thì hoa lệ có thầy mày tên là Tony. Mày muốn làm nhạc showtime trong học đêm thì Terry nên bái kiến MC Tony để học thêm. Level up, level up. Rap không phải là game để mày dùng tiền. Level up. Nói theo một cách khác mày có thể flex in the club. Nhưng mà rap là một nghệ thuật không thể dùng tiền đem về được cấp. Hey, level up, level up. Rap không phải là game để mày dùng tiền. Level up. Nói theo một cách khác mày có thể flex in the club. Nhưng mà rap là một nghệ thuật không thể dùng tiền đem về được cấp, man.